Hai anh em. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng. Đêm hôm ấy, người em nghĩ, anh mình còn phải nuôi vợ con, nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của anh. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ, em ta sống một mình vất vả, nếu phần của ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng. Thế rồi, anh ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của em. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng, họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự kỳ lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa, định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.